lát văn kỳ đai. Đó, nhìn rất là đẹp bạn nha. Hello Kingdom. Tôi trò xin nghiền. Hôm nay mình sẽ tạo cho một trò chơi đắp kẹo bằng con quay như các bạn nha. What the hell? Mình đã bắt đầu đây. Lưng. Yeah. Ai hốt thì mà. Trò chơi tách kẹo ở hình tù là bay bay đất các nhau, sẽ in hình bằng con quay bay bay đất này các nhau. Ok, bây giờ mình sẽ đi làm luôn. Anh em mình đã chuẩn bị các nguyên liệu xong rồi các nhau. Nguyên liệu rất là đơn giản thôi, thì đó chính là đường các nhau. Em bon đang thử kiểu ăn đi baking soda các nhau. Mình chỉ ăn một ít thôi, nó lở tràn ngập nhà luôn các nhau. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành làm và tách kẹo thôi. Bây giờ mình sẽ chọn con quay và để tách các nhau. Chọn hình thù con quay, bố chọn hình nào? Đừng có bao nhiêu. Chọn con khác đi, không chọn ra đâu. Chọn con nào? Thế mình sẽ cành gác làm vỡ bắn bùm chân. Này. Ok, giờ cho các bạn xem. Đây em mình chọn con này các bạn nhá. Ok. Dysphonic các bạn nghe. Ok, còn mình sẽ chọn con này các bạn nhá. Slap vong kỳ lai các bạn nhá. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành làm các bạn nhá. Let's go. Thank you.
đây là cái Leo cái này quá nhá, đây đó nhìn nhiều hơi xấu quá. Ok bây giờ đâu rồi các bạn xem nè, rồi con ít phonit của bạn Minh Đăng không thành công mới đi, hơi thành hình thôi không rõ lắm. Đây con Phượng Hoàng, còn đây là con bầu trời của bạn Lát Văn Kỳ Đa, trông khá đẹp. Bây giờ các bạn tách ra nha. Thank you.
Sao con hợp tác nhỉ? Rất là khó nhỏ nha. Các bạn nhớ cho mình một like và một chia sẻ cho kênh mình nhá. Bye bye.